thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng các trạm BOT trong thời gian giãn cách. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các sở, doanh nghiệp thông báo về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tạm dừng thu phí tại các trạm thu BOT An Sương, An Lạc, trạm thu BOT Cầu Phú Mỹ, trạm thu BOT Sa Lộ Hà Nội và các trạm thu trên trục đường Nguyễn Văn Linh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian tạm dừng thu phí từ 12 giờ hôm nay, ngày 20 tháng 7 đến khi thành phố công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí, đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí và có phương án để kịp thời thu phí trở lại ngay sau khi hết thời gian giãn cách. Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng thu phí nêu trên và làm việc với các tổ chức tín dụng để được xem xét hỗ trợ tạm thời giãn nợ giãn lãi trong thời gian tạm dừng thu phí để thực hiện giãn cách xã hội. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh được giao làm việc với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án có liên quan đến công tác thu phí tại các trạm thu BOT An Sương, An Lạc, trạm thu BOT Cầu Phú Mỹ, trạm thu BOT Sa lộ Hà Nội cùng các trạm thu trên trục đường Nguyễn Văn Linh để lập biên bản, ghi nhận sự việc và lưu trữ đầy đủ đúng quy định, giám sát việc tạm dừng thu phí của các trạm nêu trên.